Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bới lên mà ngửi. Scandal và khủng hoảng truyền thông. Những người nổi tiếng hoặc các chính khách, các chính trị gia rất nhiều khi gặp những sự cố không mong muốn về công việc hoặc cuộc sống riêng tư bị truyền thông phát hiện có thể tạo nên scandal vượt ngoài tầm kiểm soát. Có những sự cố, có scandal nhanh chóng bùng lên rồi chìm đi, nhưng có những sự cố không chịu qua đi. Nó cứ dai dẳng hết ngày này sang ngày khác, càng ngày càng ăn sâu vào tâm trí của xã hội, khiến thay đổi cả cuộc đời và sự nghiệp của họ. Đây là hình ảnh bữa ăn tối với miếng thịt bò dát vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với giá gần 2.000 USD tại London bỗng trở thành scandal và cơn khủng hoảng truyền thông đến nay chưa chấm dứt. Cũng có những vụ việc không mấy tốt đẹp nhưng được xử lý bằng thái độ cầu tiến, chân thành và được dư luận xã hội chấp nhận. Và cũng có những sự việc mà chủ thể của nó cố tình lờ đi như không biết, không nghe và không thấy, cố tình chây lì và chơi con bài chí phèo, quyết không chấp xã hội bởi bố mày là thế, làm gì được bố mày đây. Đây là luận điệu của một số người vẫn hay đưa ra. Chuyện miếng thịt bò nổi tiếng thế giới đã xảy ra. Mấy tuần vừa qua, câu chuyện miếng thịt bò dát vàng 24K nổi tiếng cả thế giới của Ngài Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ngài này là điển hình của Đảng trong hơn một chục nhân vật được coi là trụ cột của đất nước, là một tấm gương sáng cho thiên hạ ngắm, soi, mà học tập và làm theo. Nhưng giờ thì nó tan vỡ. Miếng thịt bò sở dĩ nổi tiếng bởi nó được chế tạo và đút cho ăn tận miệng bởi một đầu bếp nổi tiếng thế giới về sự điệu nghệ được gọi là Thánh Rắc Muối từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nó được bán trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng về sự đắt đỏ nhất thế giới và thường để phục vụ cho những người nhiều tiền lắm của, xài không hết và tiền có thể được đốt như lá chè. Nó nổi tiếng hơn bởi nó xuất hiện trong giai đoạn mà cả đất nước Việt Nam đang lao đao trong mùa đại dịch Covid-19 với muôn ngàn thảm cảnh đã xảy ra trong đất nước sau nửa năm cách ly, giãn cách xã hội, đóng băng và cô lập, biến cả đất nước thành đại nhà tù và tất cả mọi người dân thành tầng lớp tù nhân bất đắc dĩ. Và thế là cả thế giới hết sức ngạc nhiên và chăm chú theo dõi vị Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về những cán bộ như vậy. Những hãng thông tấn lớn nhất thế giới như BBC, Reuters, ABC News của Úc, AFP, New York Times, rồi Daily Mail của Anh, Bangkok Post, rồi Yahoo News và tất cả đều lần lượt đưa tin về bữa ăn nổi tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là hình ảnh hàng loạt báo chí quốc tế đăng tin về bữa thịt bò đắt tiền của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Họ không ngạc nhiên vì trên thế giới có những nỗ lực, có những chỗ món ăn dát vàng thể hiện đẳng cấp của người ăn. Nhưng họ ngạc nhiên ở chỗ một Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam với mức lương chỉ khoảng hơn 600 đô la mỗi tháng mà dám ăn chơi sang ăn một bữa đắt gấp đôi, gấp ba lần số tiền lương của mình để thể hiện đẳng cấp như thế ngay tại London. Họ không ngạc nhiên vì chuyện cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản lấy đâu ra tiền để ăn, để phá. Bởi với chế độ độc tài, độc đảng như ở Việt Nam, tiền bạc của cải của người dân đương nhiên được coi là tài sản của đảng. Đảng đứng trên tất cả và có quyền tất cả, kể cả giang sơn, tổ quốc và dân tộc. Nhưng điều họ ngạc nhiên là ở chỗ, Tô Lâm là người luôn leo lẻo mà không thể ngượng rằng những đảng viên Đảng Cộng sản, cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn không ngừng tô dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất đạo đức vân vân. Nhưng này thì ông làm hoàn toàn ngược lại những gì mà ông vẫn giao giảng hàng ngày. Người nông dân đã không dám so sánh miếng thịt bò kia bằng bao nhiêu tấn lúa vì nó quá sức tưởng tượng của họ về sự sang trọng đắt tiền. Không biết ông Tô Lâm nghĩ sao khi ăn miếng thịt bò đó. Họ chỉ tính toán bằng một miếng thịt bò rất vàng mà Tô Lâm há ra để đớp kia có giá bằng cả mấy chục tấn phân bắc họ xúc thổ trở đi bón ruộng cả mấy tháng trời. Và cách xử lý truyền thông kiểu chí phèo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng để cho người ta nhiều dấu hỏi. Điều cả thế giới ngạc nhiên hơn nữa đó là Việt Nam, Đảng luôn tự hào và rêu rao rằng có nền báo chí cách mạng nhất, tiên tiến nhất, vì dân nhất, nhanh chóng nhất và tự do nhất, với cả gần ngàn tờ báo, đài truyền hình, phát thanh các loại, nhưng đã cùng nhau tự đặt vào trạng thái mù, điếc và câm. Không có bất cứ một tờ báo hay một ai trong chính trường
dám đụng đến chùm mafia của Đảng. Đây là hình ảnh dư luận vẫn chưa hết xúc động với những hình ảnh khốn khổ của người dân đi xe máy và đi bộ hàng ngàn km ngủ đường, ngủ chợ để về quê trốn dịch. Bởi họ biết đụng vào mafia của Đảng không phải đầu cũng phải tai, và điều đó đồng nghĩa với việc được hưởng những đặc ân của Đảng ngay lập tức nếu cố tình vi phạm. Mà những đặc ân đó thì không hề dễ chịu, nhẹ thì dăm 30 triệu, nặng hơn thì đình bản, báo chí, và hơn nữa là tù tội đi kèm. Đó là luật ngầm, không công khai mà ai cũng biết. Thế là Tô Lâm đã nghiễm nhiên làm cho báo chí, cán bộ im thìn thít và mù như bị bẩm sinh, câm như bị cắt lưỡi. Đó là cách hành xử truyền thông kiểu Chí Phèo rằng bố mày cứ vậy đấy, làm gì được bố mày. Thế nhưng mạng xã hội dù có vâng lệnh Tô Lâm chặn một số bài viết, cụm từ ngữ về thánh rắc mũi thì cũng chỉ ngăn chặn được một số mà không thể làm tất cả mọi sự phản ứng, mọi lời nói hay thái độ của người dân bịt đi được. Cũng không thể ngăn chặn được người dân tìm hiểu sự thật và những cơ quan thông tấn báo chí tại Việt Nam không chịu đăng. Khắp nơi người dân ước mơ thành hành động, mọi người thi nhau học cách rắc mối. Miếng thịt bò rát vàng vẫn cứ trôi nổi, sống động, và dù đắt đỏ thì nó vẫn thể hiện rất rõ điều mà cha ông ta ngày xưa vẫn dạy rằng miếng ăn là miếng nhục. Mà nhục thật khi một chuyện sinh hoạt cá nhân được cả thế giới đem ra giễu cợt, soi mói và bình phẩm với những lời lẽ chẳng lấy gì làm hay ho. Đây là hình ảnh. Hình bên trái là ca sĩ Duy Mạnh đang nhại thánh rắc muối khi ăn thịt bò tại nhà hàng. Bên phải là một Facebooker cũng tự quay video nhại rắc muối lên miếng thịt bò tại nhà riêng. Hiện nay có rất nhiều Facebooker tự quay video rắc muối, rắc tiêu, rắc hành và cả rắc phân bón cho cây. Xem như một trò giải trí vui cười. Thậm chí động tác há miệng đớp miếng thịt bò đã bị nhiều người ví như miệng con cá cha dướn lên đớp đổ ăn quẳng xuống. Nếu đó là đứa đầu đường, xó chợ, đói khát đến mức quên cả nhân cách, được miếng ăn thì lấp mặt đã đành. Còn ở đây, khi mà người ăn lại là một biểu tượng, một điển hình của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên đi dạy dỗ đạo đức cho người khác về tác phong, về mẫu mực của đám tinh hoa trong Đảng, lại được đem lên làm trò cười cho thiên hạ khắp nơi. Thế nên, cả hệ thống chính trị, từ cao nhất đến thấp nhất, đều cố gắng bằng mọi cách cầm điếc mù vì ở sự việc này không hề đưa tin, để mong rằng trên mặt trận thông tin trời sớm yên biến sớm lặng để lại trạng thái bình thường mới của Đảng. Ở đó nếu nói đến Tô Lâm thì ngoài những từ như AVG, Trịnh Xuân Thanh, Đồng Tâm, Lê Đình Kình, bắt cóc, dân chủ, nhân quyền vân vân không được nhắc đến vì phạm húy, thì kho từ điển kỵ húy phải thêm là thịt bò, rắc muối, rát vàng, vân vân. Bởi nó sẽ gợi lại hình ảnh cú đấp thế kỷ đi vào sử sách mà Tô Lâm thì muốn tẩy đi bằng được. Để Tô Lâm lại trở về vị trí đạo đức, mẫu mực và gương sáng, tự rèn luyện, tu dưỡng, dẫn đầu phong trào, học tập và làm theo Hồ Chí Minh mà ông ta đang làm dở. Nhưng tự dưng cách xử lý theo kiểu bới lên lại ngửi tiếp. Bỗng dưng khi mà mọi cố gắng của Đảng dần dần có hiệu quả bằng cách che đằng này, đậy đằng kia, ngầm nghe, dọa nạt bằng đủ mọi cách với mọi thành phần xã hội. Thì bỗng nhiên tại Đà Nẵng, công an đã triệu tập chủ quán bún bò ba cô gái chỉ vì anh ta tự xưng là thánh rắc hành. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm với cú rắc hành vào tô bún bò đăng trên video clip trên Facebook đã khiến ông gặp rắc rối khi công an thành phố Đà Nẵng hai lần đến tận nhà gửi giấy triệu tập ông. Hẳn nhiên, tự xưng là chẳng sao, bởi trong đất nước này đầy rẫy sự tự xưng thì đã có ai có tội bao giờ. Biết bao nhiêu tự xưng như cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, rồi thì tên người đẹp nhất hoặc là những nhà ngoại cảm lừng danh, đã tìm mộ liệt sĩ bằng cách lừa đảo, dùng xương trâu bò, chó lợn, làm xương liệt sĩ đấy thôi, chẳng sao cả. Thậm chí Đảng còn tự xưng là lực lượng tiên phong của dân tộc, lãnh đạo đất nước với đội ngũ ưu tú, đạo đức, dù trong Đảng, một bộ phận không nhỏ là ăn cắp, là tham nhũng, là suy đồi. Cũng chẳng sao. Chẳng ai bảo tù hoặc hỏi han về chuyện tự xưng. Thế nhưng, bỗng dưng, thánh rắc hành bị triệu tập không lý do chỉ vì bắt chước
thánh rắc muối khi phục vụ cú đấp thế kỷ của ông đại tướng Tô Lâm. Đó là phạm húy, mà sự phạm húy rất nghiêm trọng. Và hẳn nhiên đã phạm húy thì phải triệu tập, phải làm rõ, phải có tội và phải trừng trị. Nếu không bị tội khi quân thì ít nhất cũng là tội tiết lộ bí mật quốc gia, và cả thế giới lại sôi động, các hãng thông tấn quốc tế dù bận rộn với cả thế giới vẫn phải chú ý về miếng thịt bò và hệ lụy của nó. Bởi câu chuyện không phải là chỗ nào trên thế giới cũng có thể có được như vậy. Thế là công lao dập lửa của Đảng mấy lâu nay lại thành công cốc. Thế là Tô Lâm với cái miệng há ra tạo nên cú đấp thế kỷ lại nổi lên thông tin toàn cầu. Và những người quan sát câu chuyện chỉ có thể buông một câu rằng Đảng ta, lực lượng công an ta thật khôn ngoan, tự dưng lại mới lên mà ngửi. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kiến nghị bỏ 5 điều Bác Hồ dạy thay vì bỏ tiên học lễ, hậu học văn. Đổ tội cho khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn đã khiến cho con người trở nên tuân phục một chiều, thụ động và thiếu tính sáng tạo. Kiến nghị của giáo sư Trần Ngọc Thêm rằng cần phải bỏ đi khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn đang khiến bùng nổ của cuộc tranh luận trên báo chí và các mạng xã hội. Các ý kiến phản biện thì cho rằng chính thể độc tài đơn nguyên mới là căn nguyên dẫn đến những căn bệnh như bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh đối phó trong giáo dục và bệnh nịnh hót giả dối trong quan hệ công sở, chính quyền. Đây là hình ảnh vào hôm 6 tháng 10, thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn ở Đồng Nai xin nghỉ việc với lý do viết trong đơn là tởm nhất là vấn nạn dối trá. Trả lời báo chí, giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng tiên học lễ đề cao sự phục tùng, trong khi đó để có tính sáng tạo thì cần đề cao tính dân chủ. Ông nói thêm, tiên học lễ rồi thì con người sẽ trở nên thụ động, sẽ không còn tư duy phản biện nữa. Tiên học lễ đòi hỏi quan hệ một chiều, người dưới tôn trọng người trên, còn sức sáng tạo và sự phản biện tồn tại trong quan hệ hai chiều. Người dưới và người trên cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Lý do ông muốn bỏ chữ lễ là vì chừng nào còn đề cao quá mức vai trò của người thầy, của đáp án thì tư duy phản biện sẽ không thể phát triển, không thể cả xã hội phát triển. Và cần chống việc nhồi nhét kiến thức, chống cách học thuộc lòng, chấm dứt cách học bài theo bài mẫu, ông giải thích. Tuy nhiên, một số người phản biện lại cho rằng bản thân tiên học lễ không có lỗi gì, mà vấn đề thiếu dân chủ nằm ở cách phản ứng của nhà cầm quyền, trói buộc tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Khi không có tự do báo chí thì rõ ràng không có tự do ngôn luận. Khi luật pháp có thể bỏ tù người dân vì ý nghĩ trong đầu của họ thì rõ ràng không có tự do tư tưởng. Đó mới chính là căn nguyên dẫn đến sự quy phục một chiều, bệnh hình thức, bệnh phong trào và nịnh nọt giả dối phát sinh không những trong giáo dục mà trong mọi mặt của xã hội hiện nay ở Việt Nam. Nét đẹp của chữ lễ hay văn hóa ứng xử được các nhà phản biện kể lại trong nhiều câu chuyện rất ấn tượng cho thấy tiên học lễ là điều rất đáng trân trọng. Ngoài ra, chữ lễ có nghĩa là cách hài hòa ứng xử hai chiều, bày tỏ và lắng nghe một cách chân thành của cả hai phía, chứ không phải là sự phục tùng, khép nép, kiềm chế và câm nín của người dưới. Ông Lê Học Lãnh Vân, người được hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng thời đó khi đề cập đến vấn đề tiên học lễ, hậu học văn, thầy của ông giải thích như sau. Lễ là những phép tắc giao tiếp với người khác, tỏ lòng kính trọng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nhật Bản Abe cúi đầu xin lỗi một nữ nghị sĩ đảng đối lập vì đã ngắt lời bà này trong một phiên họp tại Quốc hội. Lòng kính trọng luôn có hai chiều, có lễ của thần tử đối với quân vương mà cũng có lễ của quân vương đối với thần tử. Xã hội đã thay đổi nhưng thời đại dân chủ cũng không thể không có lễ, đó là lễ giữa người bình đẳng, tự do. Ông Vân kể thêm, bởi thấm nhuần điều đó đã được các thầy của ông căn dặn như sau, lấy lễ đãi nhau không gì bằng lời nói thật. Nên trong giao tiếp và lúc cần thảo luận, nếu các ý kiến khác nhau, ông Vân không ngầm giữ trong lòng mà phải nói ra thật ý của mình. Đó cũng là lý do ông Vân tự nhận thấy, chữ lễ không những không ngược với tư duy phản biện mà còn thúc giục người ta nói lời phải, nói lời phản biện thật lòng. Ông Vân cho rằng, tư duy phản biện bị trói buộc bởi các tổ chức xã hội trong đó có cả ngôn luận lẫn tư tưởng, không được tự do,
không có tự do báo chí thì rõ ràng không có tự do ngôn luận. Khi người dân bị tù vì ý nghĩ trong đầu của họ thì rõ ràng cũng không có tự do tư tưởng rồi. Trói buộc tư duy phản biện ở mức thấp trong trường học thể hiện qua các giáo viên có thể theo dõi hay can thiệp vào các cuộc trao đổi trên mạng của học sinh. Nhà trường cũng có thể làm việc này đối với giáo viên. Ở thượng tầng là việc quá nhiều thông tin được đánh dấu mật dù không liên quan đến an ninh quốc gia, như nhiều thông tin về những việc ai cũng biết đã xảy ra mà không tờ báo chính thống nào đăng tải. Thông tin một chiều, hạn chế thông tin và môi trường thiếu tự do, tư tưởng, trói buộc, tư duy, phản biện. Đây là hình ảnh hàng loạt các báo độc lập và nhà hoạt động xã hội bị bắt giam ở Việt Nam gần đây, đều chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Ông Vân đã tự đặt câu hỏi với giáo sư Trần Ngọc Thêm rằng, anh có nghĩ rằng xã hội đơn nguyên và chuyên chính là nguyên nhân của các nguyên nhân kể trên, do đó là tác nhân quan trọng trói buộc tư duy phản biện không, và do đó có phải là tác nhân nào tạo nên những con người thụ động, không chủ động, không sáng tạo như lo lắng của anh hay không? Anh nghĩ sao về nhận xét trong xã hội khi mà cá nhân quá nhỏ nhoi trước cơ quan, cấp trên có quá nhiều quyền lực và cấp dưới thiếu vắng sự bình đẳng, thì chữ lễ được hiểu theo nghĩa của ngành nạp ngàn năm phong kiến ngày xưa. Trái lại, trong xã hội mà sự bình đẳng hiện diện rộng rãi, tự do của con người được tôn trọng và bảo vệ, thì chữ lễ được hiểu một cách phóng khoáng, do đó không còn trói buộc vào sự chủ động, tính phản biện của cá nhân, chữ lễ đó là tác dụng nào đó tích cực. Và cũng có một góc nhìn khác, như Facebook, thuộc phạm thì đề nghị, nếu có thể làm được thì hãy bỏ tất cả các khẩu hiệu, chứ không phải chỉ một khẩu hiệu. Đất nước gì mà nhiều khẩu hiệu quá, tràn ngập khắp mọi nơi. Nào là treo ngang qua đường, dọc thân cây, cột điện, trên cầu, trong trường học, bệnh viện, đôi khi cả trong nghĩa trang, trại tâm thần, trại cai nghiện, vệ sinh công cộng vân vân, nhưng chủ yếu là vô tác dụng. Đi sang Lào, chỉ nhìn qua thôi đã thấy là họ không cuồng khẩu hiệu như ta. Đây là hình ảnh bệnh viện tâm thần với khẩu hiệu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu thực tâm muốn các con, các cháu tiên học lễ, hậu học văn, không cần phải hô, không cần phải theo khẩu hiệu, mà phải có chương trình dạy học cụ thể. Thầy cô, bố mẹ, người lớn làm gương, hàng ngày hàng giờ uốn nắn các con, các cháu. Chứ kể cả trưng cầu cái khẩu, trưng các khẩu hiệu lên, nhưng chẳng ai tôn trọng và làm theo cũng vô ích. Bên cạnh đó, thử hỏi, ở Trung Quốc có chế độ phong kiến lâu đời hơn, quê hương của Nho giáo, người ta có treo khẩu hiệu đó trong tất cả các trường hay không? Nếu có thể được, mỗi trường nên có quyền tự đặt ra khẩu hiệu riêng, toát lên tôn chỉ, mục đích của mình. Ở những đất nước tự do, dân chủ, điều này là hết sức bình thường. Đất nước có phát triển, văn minh, hiện đại, không tùy thuộc vào thể chế có sự phân chia và cân bằng quyền lực. Nền giáo dục tạo ra con người có tư duy phản biện và sáng tạo. Luật pháp công minh, không ai đứng trên luật, và người dân sử dụng các điều đó để phát triển đến mức cao nhất các tiềm năng của mình. Không lời biếng, ỷ lại. Chứ sự hưng thịnh của đất nước không bao giờ phụ thuộc vào một hay một ngàn câu khẩu hiệu. Trên trang Facebook cá nhân thì nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng anh nào dám bỏ 5 điều Bác Hồ dạy mới thật là khí phách. Trẻ em đầu tiên phải yêu cha, yêu mẹ, anh em bạn bè rồi mới lan tỏa ra thành yêu tổ quốc, đồng bào. Học tập tốt thì được, nhưng lao động tốt là không được. Bác dạy thế là sai về phương pháp luận. Đây là hình ảnh 5 điều Bác Hồ dạy được in trên áo của một học sinh tiểu học. Rồi như 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người là cuộc quan trọng đời nhà Tề. Không nên copy, không để bản quyền như vậy. Ý của nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng câu nói của quan trọng đời nhà Tề, nhưng bấy lâu nay các nhà báo cứ trích dẫn rằng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không ổn. Đi học chưa tìm thấy được cái tôi mà đã phải làm điều vĩ đại thì cái lễ không giả tạo sao được. Rồi thì lại tầm trương trích cú, khẩu hiệu rỗng tích, học tập làm theo tùm lum tà la. Nay nghĩ giáo dục vận hành theo ba rem, học sinh lụy giáo viên lụy hiệu trưởng lụy trưởng phòng lụy trưởng ty vân vân. Một cái vòng xoáy không ai tìm thấy mình. Cái lễ ấy cũng là xanh vỏ, đỏ lòng mà thôi. Hoặc nói dân gian là dạ trước mặt, trỏ sau lưng.
Nghĩa là chúng ta vừa đánh mất cái cũ lại không xây được cái mới, không có nền tảng cũng chẳng cái thừa, mà cái mới cũng chẳng hiểu là cái gì. Nhà báo Nguyễn Tấn Tường đã nêu ra quan điểm của mình như vậy.